con, múa. Múa mạnh lên rồi mẹ cho. Múa, múa mạnh nữa. Múa, múa mạnh lên. Múa. Sao con nhìn em dịch chạy tới chạy lui vậy đó, phải không? Phải không? Em dịch vậy đó ha, không có cắn em dịch nghe chưa? Cắn cái em chích queo à. Đi vô. Ê, không được ăn, không được ăn. Xem em chạy tới chạy lui hồi em tắm nhìn em nha két. Nghe, hồi em tắm lên hồ nhìn em tắm nha con. Con với con Bi đó. Đi ra, đi ra. Nhanh, để lên. Nhanh. Đi vô, đi vô. Vô. Ra đây, ra đây, ra hả? Giờ này chui vô chuồng làm gì vậy? Hả? Nó trốn mình kìa kìa. Cái gì đó, giờ này vô chuồng đứng chổng nó trốn chổng ha, nhắm trốn khỏi không? Nhìn em tắm đi rồi hồi mẹ cho hai đứa ăn bánh. Bi thì được ăn thịt bò, còn Cát được ăn bánh tay nha Cát. Nha. Nhìn em dịch tắm đi rồi hồi mẹ thưởng cho hai đứa luôn. Ừ, đứng lên con, đứng lên Bi. Rồi nhìn em tắm đi hồi mẹ cho ăn thịt bò nha. Rồi Cát thì được mẹ thưởng ăn bánh tay. Đâu rồi, em đâu mất tiêu rồi. Em dịch đâu rồi. Không có cắn em nghe Ruby, cho em tắm nghe Bi. Ruby, xem em tắm thôi nha, không có cắn nghe chưa. Cứ nhìn cái tô thịt bò hoài vậy đó hả, mẹ chưa cho ăn rồi cứ nằm hoài vậy đó nha. Nha, khi nào mẹ ra lệnh mới dám ăn phải không? Đây nè, Cát nhìn Bi rồi Bi cũng nhìn lại em Cát nữa, nhìn hoài vậy đó ha, thèm lắm phải không? Rồi ba cho ăn đó con, ăn đi Bi. Ủa sao không dám ăn nữa hả? Đợi mẹ cho mới dám ăn hả? Hai đứa nào cũng vậy chứ, sợ mẹ hơn sợ ba. Gặp ba thì giỡn quá trời quá đất. Rồi ăn đi con. Tội nghiệp không? Dạ thôi con ăn đi.
Ê ê ê, két. Két à, két, két. Ê ê. Đây con, múa. Múa mạnh lên nè mẹ cho. Múa, múa mạnh nữa. Múa. Múa mạnh lên. Múa. Thank you.